con tin lại con kẹo sô cô la. Tòa người ta có hỏi con muốn mẹ con về không thì con nói thì sao? Dạ con cũng không biết nữa. Con không tin, con hỏi bạn Ngọc, nếu mẹ con về thì mẹ con nuôi con là đủ rồi. Nghĩ thôi là mình có cha mình thương mình quá chừng rồi. Thì đừng có bao giờ nghĩ tới mẹ nữa là cho con đỡ buồn. Chứ không phải là bà nội là cấm cản cái tình thương của con dành cho mẹ. Nhưng mà tàn tật nhưng mà em rất là quân tử. Kính chào quý khán giả, mình là Quân nha. Hiện tại thì Phong Nguyễn cùng Vinh Tâm Trường Ngọc đang có mặt ở dưới Bến Lức thuộc tỉnh Long An của bác anh chị. Và bữa nay là tiếp tục đi xuống thăm hoàn cảnh của ba cho con bệnh tật. Người chồng thì có một cái người vợ nhưng mà người vợ đã bỏ theo nhân tình rồi. Người chồng phát hiện người vợ đã có bầu với nhân tình của bác anh chị, hai đứa con. Một bé thì bị não, còn một bé thì bị tim. Nè, vậy cầm đi. Thì thôi thì trước nhất đoàn gửi lời chúc đến tất cả quý vị. Bể xe đạp đẩy vô, sướng không? Đây đây con dắt rồi ba. Đây trong chơi rồi ba, đây ba. Ba còn khỏe mà. Ba má chào khán giả ba má ơi. Dạ. Rồi xin chào bà con. Chào bà con ạ. À. Chúc bà con gần gần khỏe, làm ăn phát tài. Đoạn đường này đi vô mấy lần rồi ba? Có 4 lần à. Đây để em về cho chồng. Thôi. Nghe cho để chồng nói. Đen sẵn nè. Thôi. Đi rước cháo hả anh? Bữa nay mình có cái niềm vui gì hay sao mình đi nữa vậy ba má? Bữa nay là tôi với bà con là Tâm Ngọc được sự trợ duyên của quý mạnh thường quân là nước ngoài nữa nè. Đố bà con biết ai? Con biết. Biết không? Dạ, biết. Nói đi. Chị Hảo. Đúng rồi. Chị Hảo là có cái sự quan tâm thương yêu là đặc biệt đến ba cha con này. Ba cha con của em Hùng. Tại vì bà con biết sao đặc biệt không? Tại vì chị Hảo thấy ba cha con này thiệt môn Phật chứ toàn là bệnh hoạn không. Rồi em Hùng là coi như tật nguyền bẩm sinh luôn. Nhưng mà rất là giàu nghị lực. Là coi như là muốn phấn đấu. Dù là vợ bỏ đi là bỏ trốn cái trách nhiệm luôn. Nghị lực là sao, là vợ bỏ không khóc ha? Không phải. Không phải. Là người ta tật nguyền vậy mà người ta ráng đi bán vé số. Người ta làm ăn lương thiện. Cho dí mà. Tưởng đâu vợ bỏ không khóc. Nghị lực là vậy đó. Ví dụ ba tật dậm dưới chân chặt. Là ráng đi bán vé số, bán ngày bán đêm để lo cho hai đứa con nhỏ. Mà hai đứa con là xe bạn bà. Tim bẩm sinh. Với một đứa là coi như bên não. Não. Là hai đứa bệnh nặng không á. Đi bữa nay con tiết lộ ba má có chị Hảo, có thêm cô bác cũng gửi quà thêm nữa. Có không? Vậy mừng quá trời. Dạ. Vậy mừng quá trời. Dạ. Em cảm ơn quý nhà hảo tâm rất là nhiều nha. Cho em cái cơ hội được đến chia vui với lại những hoàn cảnh. Em rất là cảm ơn quý nhà hảo tâm. Nếu mà không có quý nhà hảo tâm thì em đâu có cái cơ hội được như vậy đi đến để chia vui với từng hoàn cảnh. Từ từ ba. Từ từ, con nói làm gì á? Trời ơi, nó đưa chân lên bàn luôn rồi. Ủa? Trời ơi, nó dở. Trời ơi, làm gì vậy? Ơi. Làm gì á? Ra đây chào chú Phong. Ra đây con. Chào con. Chào chú Phong, chào bạn, chào ai. Cảm ơn bạn rồi con. Đi không có về hả? Dạ. Không có về hả? Dạ. Đi ra đây chào ông bà cô bác nè. Mời quá. Để lên đi xe đi. Chào ông bà cô bác. Chào ông bà cô bác. Chào ông bà cô bác. Giỏi. Mới đi học về luôn con? Dạ. Hôm nay đại gia lúc nào cũng có tiền lỉnh kỉnh trong túi ha. Bao nhiêu đây? Đâu thử rồi con. Đâu được nhiêu tiền? Cho bà xin đi. Ê, cho bà xin đi. Cho tiền bà đi. Cho tiền bà đi. À. Nhiêu đây con? Ô nhiều quê được 4 tàu à con. 4 tàu tiền đô không? Cho bà 2 tàu nha. Lướt mặt lên. Nhiều quá con. Không có gục mặt xuống. Không, con đinh cái ghế ra cho cho bé này ngồi đi nè. Đi ra đây ngồi con. Rồi chào anh. Thông cảm là một chút nha anh. Có gì đâu. Anh mỗi lần thấy tới giúp anh mừng lắm không anh? Rồi con ngồi đây. Để cho nó ngồi đi con. Ngồi sang nhé. Giờ buông bài xuống đi nè. Tội nghiệp quá. Nhìn lên. Nhìn đi cho thấy bà Tám nè. Để bà điện thoại cho con nói chuyện với bà Tám về cao con trai. Trời tiện đó. Nó tự nhiên lấy con nhỏ. Trời Ngọc sao Ngọc gian dữ vậy bà con. Tự nhiên lấy tiền của nhỏ hai tàu luôn á, đưa qua.
đưa qua cho chồng. Cái này Ngọc lẫn nha, mà con thông cảm nha. Đừng có căng thẳng rồi con. Con đứng lên chơi. Qua đây, qua đây. Dạ, qua đây ngồi nè. Qua đây ngồi với em. Đi em. Đi xích tới đi, xích tới đi, xích tới bà. Thôi. Xét tới. Thôi, ngồi đi. Để bà Ngọc điện thoại cho con nói chuyện với bà Tám xíu nha. Bà Tám nhớ tụi con dữ lắm luôn. Mới lên. Sao kêu bà Tám quá? Thì chị Hảo thứ Tám. Dạ. Không lẽ kêu nó nhỏ nó kêu tên bà Hảo hoài. Sao được, phải kêu bà Tám đi. Không kêu bà nội sao nào? Đúng rồi, kêu bà nội đi. Thôi giờ con nè, bây giờ để bà Hảo nè, giờ con chịu kêu bà Hảo bằng bà nội không? Chịu hả? Tại sao con chịu nè? Cha không gọi được. Chết rồi. Gì á? Chị ơi, em thương chị mà đâu có làm thiện gì đâu mà. Em kết nối. Ê, sao con chịu bà Hảo kêu bà Hảo bằng bà nội nó nghe không? Không biết hả? Có vậy con không biết nữa, con trai nói đi, có gì sao? Sao hai con nói đi con? Sao? Nói vậy sao? Chịu không? Chịu không? Sao chịu nói đi. Sao chịu? Tại vì sao? Rêu rồi đó. Tại vì sao? Tại vì sao nè, nấu cho bà Tám nghe luôn nè. Nè. Con tay lại thôi. Thôi đi. Bà nội. Tin lại. Trời ơi, bà nội luôn rồi chị ơi, chết chị, bà nội đâu. Bà nội luôn kìa. Bà nội hết trơn. Bà nội chứ còn đâu có con, bà ngoại không có đẻo đó, bà ngoại không có đẻo đó, con tỉnh có. Nè, bà nội kìa. Trời ơi. Quá trời biết liền luôn á, nhỏ kìa. Nè con sao con nói cho bà nội nghe đi. Nói nghe. Tại sao con biết sao con mới kêu bà nội? Biết sao? Tại vì con không có bà. Đó. Nhưng mà bà thương con quá phải không? Như bà nội vậy đó không? Ừ. Nhòm lên mà bà nội nè. Nhòm lên nè. Thấy bà nội không? Thấy không? Thấy không? Dạ thấy. Mua xong đồng hồ rồi xong nhiệm vụ để có gì nữa. Chết rồi bà nội ơi, chết rồi bà nội, phải lo suốt đời rồi bà nội ơi. Kết thúc hợp đồng. Ơi, chết rồi. Cũng vì cái tiếng nói nào là bà nội chết luôn á, bà nội cài chết luôn á. Nè con. Dạ chào bà. Bà nội. Dạ chào bà nội. Trời ơi, chị thấy không, thằng em nó chết liền á, chị thấy chưa? Chốt đơn liền, thằng em nó chết liền. Anh nó hôm nay cái mặt mập đó, nó gặp thấy không? Dạ. Chị đưa cái mặt chị xích ra cho cháu nội nó nhìn coi, làm gì có nửa mặt trời đó, đẹp không? Bà nội đẹp dễ sợ. Dạ đẹp. Dạ đẹp, trời ơi. Nè nhìn đây, nhìn bà nội. Thấy không? Thấy bà nội không? Nè con nói chuyện. Nè thôi con cầm điện thoại con nói với chuyện với bà nội đi cho thuận mắt. Ừ nè, nhìn bà nói nè. Bây giờ mai mốt muốn ăn kẹo gì? Muốn ăn kẹo sô cô la hay là ăn kẹo cây? Đó, bà nội. Ăn kẹo sô cô la. Rồi. Không biết mai ăn nghe. Mai mốt nguyên một bình to sô cô la nha. Dạ. Nhìn bà nội á, đừng có nhìn giống hát. Ừ. Nhưng mà phải học giỏi nha, chứ không phải là học dở dở là về bà không có cho nữa nha. Dạ. Trời ơi, cưng ghê. Bà đem kẹo đi bà phát cho hàng xóm hết luôn. Ừ. Dạ. Nên là phải học giỏi. Hai anh em chịu khó học. Rồi vâng lời ba, thương ba nhiều hơn nữa nha con. Dạ. Rồi mấy bữa nữa đi về quê hai thằng phải bảo vệ ba nha. Dạ. Kêu ba mua cho con đôi dép mới để con đi về quê. Dạ. Ba mua cho chưa? Chưa. Dạ chưa. Dạ chưa con. Dạ chưa. Nhìn bà nội đó, nhìn vô đây. Bà nội Ngọc cũng nhiều tiền lắm nha con. Nói bà nội Ngọc dẫn đi siêu thị đi. Dạ. Thôi dẫn ra đây mua dép cho luôn nè, chứ không có dẫn đi siêu thị á. Đó. Mình siêu thị thì đợi bà nội đi. Chị yêu của em ơi, bây giờ siêu thị đợi bà nội về đi, có gió nước ngoài mạnh hơn, gió Việt Nam yếu hơn. Thôi ăn cơm chưa? Thôi ăn cơm chưa? Bà nội ăn cơm chưa? Bà ăn thôi con. Thật khoái làm bà ngoại, bà ngoại thì lại chị rồi không được. Thôi, bà đi theo bà ngoại chắc tôi lại bà luôn à. Bà Tám, bà nội đi bà ơi, còn hy vọng có đẻ con trai ngon lành bà ơi. Còn bà ngoại thôi thúi hẻo luôn, thôi luôn lại bà luôn.
Bà nói nè, bà thấy không? Bà coi nào, cười hôm nay cười đi coi. Cười hôm cười cho nó coi. Mặt mạp ra rồi rất cười cái coi. Cô giật cái mép. Cười đàng hoàng ơi. Cười đàng hoàng ơi, cười đàng hoàng. Cười tự nhiên ơi, cười tự nhiên này. Cười nhếch mép như là cười khinh người ta vậy. À ông à ông hết răng rồi cho nên là ông cười nhẹ nhẹ thôi. Ăn kẹo nhiều quá rồi xuống răng rồi đó. Chị ơi, bữa nay á, chị nói ăn kẹo súng răng, bây giờ thôi giờ em xin lỗi đi, em lỡ em mua nguyên một bịch kẹo nguyên một bịch kẹo thứ của chị đó, nhưng mà kẹo Việt Nam, kẹo kẹo mút á. Trời ơi, thôi giờ lỡ rồi cho cháu nội ăn hết bịch đó đi nha, rồi muốn ăn sô cô la sao. Hai chồng chứ này tha hồ mà ngồi ăn kẹo nha. Dạ. Cái mặt bữa nay mập ra rồi đó, mặt bữa nay là hết gì nó khác như hồi đầu mình vô đó Ngọc. À, dạ không chị ơi, chắc giờ phải đem cục kẹo mót ra đặng cho tươi chút quá. Con có muốn ăn kẹo mút nữa không? Không hả? Chính mẹ ế rồi chị ơi. Chết mẹ ế rồi. Chị ơi. Chị, chết mẹ rồi, em ế rồi. Mua kẹo mút Việt Nam đâu chịu ăn. Trời ơi chết không? Chết nào. Con có ăn kẹo mút của Mỹ nữa không? Có, trời ơi, chết dạ em. Có. Rồi, ấy rồi, thôi thua rồi. Thôi vậy bịch kẹo đó em đem về chị ơi. Dạ. Ủa, ở nhà con có tủ lạnh không mà để kẹo sô-cô-la, nhà con có tủ lạnh không? Nhà không. Trời ơi, chết. Mày nhà mày miếng chậu nấu quá à, con. Chết mẹ rồi, nấu ngay bà nội rồi. Tiêu bà nội rồi, bà nội ơi. Không, bà nó sắp có tiền để mua tủ lạnh rồi. Bà nội, để bà nội cài con, tội nghiệp bà nội già cá, bà nội cài chứ. Kêu ba đi mua cái tủ lạnh đi để đó, để còn đựng đồ ăn cho tụi con nữa chứ. Dạ. Dạ. Thì mới lớn lên cho nội nghe con. Nó nhỏ quá, nó lớn lên. Nó vẽ không? Nội vẽ không? Khỏe con, khỏe. rồi hai đứa hôm nay có đi học không? Con không ai rồi nha. Dạ có. Giỏi. Rồi hôm nay ba con cho con, tụi con ăn cơm với gì? Ba cho con ăn cá. Ồ, ngon quá ha. Cứ ăn cá thì hả? Không cho ăn thịt à? Ăn cá tốt hơn thịt chị ơi. Cá tốt hơn thịt. Cá mà sao lần nào cũng nghe cá không à? Ba nó kêu ba nó cho ăn cá thì biết sao? Hơn cá rẻ hơn thịt. Nên ăn hà tiện chị. Ăn hà tiện. Nên ông cho ăn cá để cho nó rẻ đó mà. Dạ đúng rồi, cá rẻ hơn thịt. Thôi cậy hà tiện đi cũng được. Sợ ăn nước mắm nước tương nữa chứ cá cũng được. Thôi ăn vậy đi rồi mai mốt bà về bà mua cho ít xúc xích nha. Dạ. Xúc xích này em có mua nè. Mà không biết nó có chịu ăn xúc xích của bà Ngọc không ha, là ăn xúc xích bà nội không. Nó biết xúc xích đây không có ngon nên nó không chịu nè. Kẹo coi như là em ế rồi đó, em quê một cục rồi đó. Em quê một cục rồi đó chị, rồi xúc xích. Không biết lát rau xúc xích có nhận không, không nhận thì em ăn luôn. Nhận không? Nhận hả? Chị, nó chữa trái chị ơi. Nè, kẹo với xúc xích nè. Nè, bà Ngọc mua kẹo với xúc xích cho hai con nè. Cảm ơn bà. Để gạo nó đi Phong. Nè, với lại cô mua gạo đó, mua gạo thơm đó nha. Gạo nàng thơm cho con xuống nấu cho hai đứa nhỏ hả? Biết mua gì giờ con thấy không? Mua gì giờ con cũng coi như là tiêu chuẩn con, bà nội con cho con cao quá nên giờ kẹo Việt Nam con là ế. Chị biết là mua gạo đàng thơm đàng hoàng đó nha, chứ không phải gạo ngang đâu đó. Sướng chưa? Mai mốt Tết về bà mua cho ít gạo thơm ăn Tết nha, đúng rồi đó. Dạ. Rồi gia đình nhà mày giờ tự nhiên trở thành đại gia rồi đó. Rồi, thôi đưa cho anh hai nói chuyện với bà nội đi. Anh hai nói chuyện với bà nội chung đi. Dạ. Nè. Con. Chào cô bà nội con. Dạ, chào bà nội. Mập hẳn lên rồi đó. Con có thấy trong người con khỏe không? Cháu khỏe. Vậy là ngày mốt con đi với cha đi về quê hả? Dạ. Con định là nếu mà ở tòa người ta có hỏi con muốn mẹ con về không thì con nói làm sao?
Dạ con cũng không biết nữa. Trời đất ơi. Không. Dạ con không biết là con muốn hay không muốn hả? Nếu dừng ta hỏi thì nó đã là như gì? Nó bây giờ con phải có một cái ý dứt khoát. Nếu mà mẹ con về thì thôi, bây giờ bà không có trợ cấp cho nữa. Bà với bà Ngọc với ông Tâm với lại chú Phong không có xuống nữa. Vì mẹ con về, mẹ con nuôi tụi con được rồi. Còn nếu như mà mẹ con không về thì bà Ngọc với ông Tâm với lại chú Phong thì thỉnh thoảng đến thăm con rồi cho quà. Nhưng mà nếu mà có mẹ con về thì thôi, và bà với các ông các bà là không có đến nữa. Đó thì con tùy con muốn nghĩ sao đó con nghĩ. Nếu mà trong trường hợp đó, con không tin, con hỏi bà Ngọc coi nếu mẹ con về rồi thì mẹ con nuôi con là đủ rồi. Thì các ông các bà đâu xuống làm gì nữa đâu. Đúng không? Đúng rồi đó chị. Chị nói đúng á. Dạ. Đó, tại vì mẹ về là ngon quá rồi. Muốn như vậy thì được vậy thôi chứ có gì đâu. Thì con ở với ai, muốn ở với ai, người ta hỏi con đó. Nè con muốn ở với ai nói bà nghe. Dạ hỏi cha. Ừ. Chị yên tâm, chị nghe bà nội nghe trả lời không? Nó muốn ở với cha hả? Đó, chị yên tâm đi. Ừ. Dạ. Tại vì con biết sao không? Cha con khổ quá với tụi con rồi, cha con lo thương tụi con quá rồi. Cho nên tụi con phải đáp lại một cái ân tình của cha. Đáp lại cái ơn cha, cũng như là mình báo hiếu cha mình. Nha. Dạ. Cha nhiều nha con. Dạ. Cha con khổ quá rồi nên là... ráng ngoan nha, để Tết bà về bà mua cho mỗi đứa mấy cái áo thun đẹp nha. Dạ. Cái cho con. Chị. Con, bây giờ con thích cái gì của Mỹ? Thích gì? Con thích nói gì nào nghe? Con thích gì con cứ nói đi. Con thích giày như vậy là con thích quần áo, con thích đôi giày như giày đá banh hay là con thích quần áo? Con thích xe đạp. Con thích xe đạp. Con thích xe đạp hả? Dạ. Nhưng mà khổ một loại xe đạp vừa con chạy con có chắc ăn là con chạy được không hay là lại bị cái gì rồi tội cho ba con. Dạ con chạy được. Xe đạp nhỏ hay xe đạp là lớn đó? Đi học. Dạ cũng hơi cỡ. Nhưng mà còn nhỏ nguy hiểm lắm á. Chị biết sao không? Chị biết sao mà chị ơi chị biết sao mà nó lội xe đạp không? Nó thích xe đạp không? Tại vì cha nó đi bán về phải canh giờ chở hai anh em nó đi học đó, nó sợ cha nó cực, nó thương cha nó nên nó nói vậy đó chị. Chứ không phải là nó đòi đâu. Không phải là nó đòi nhưng mà nó thấy thằng Hùng cực quá đó. Biết con thương cha con rồi nhưng mà lỡ con đạp xe mà cái dân trường gần đây mà đúng không? Không, trường gần đây chị. Dạ. Chị ơi trường gần đây nè. Không có xa. Trường gần đây nè, không có phải ra lộ. Vậy thôi để Tết rồi bà về rồi tính nha. Rồi Tết bà về tính. Nếu có chuyện thì bà móc lên móc lên lớn rồi sẽ đập điện luôn. Không, chị treo giải cho nó đi. Chị treo giải thưởng nó đi. Cho nó học ngoan, học giỏi mới cho. Con ngoan ngoãn này, con học giỏi này, con thương cha con thật là nhiều nè. Là không có nghĩ ngợi gì tới mẹ nữa. Thì là Tết bà về, bà hứa bà về, bà mua cho con chiếc xe đạp thiệt là đẹp nha. Dạ. Tại vì cho em nói xíu nha chị Hảo. Tại vì bà nội con á là muốn coi như là con đừng có suy nghĩ về mẹ nữa, là để cho con bằng đừng có buồn á, hiểu không? Bà nội không muốn con buồn nữa. Giờ mình nghĩ thôi là mình có cha mình thương mình quá chừng rồi. Thì đừng có bao giờ nghĩ tới mẹ nữa là cho con đỡ buồn, chứ không phải là bà nội là cấm cản cái tình thương của con dành cho mẹ, nhưng mà muốn không có suy nghĩ về người mẹ này nữa. Tại vì không phải tự nhiên mà bà nội nói vậy, tại vì mẹ con cũng vô trách nhiệm quá chừng đi. Rồi con suy nghĩ, con nhớ hoài là mẹ con không có về thăm được, cái trách nhiệm mẹ con cũng đâu có lo cho con được gì, con đừng có nhớ là con không có buồn, con vô tư đi là cứ thương cha thôi, là ý nội muốn vậy đó, ha. Con muốn mẹ cũng đâu có về nữa đâu. Bình tĩnh nha. Mà con cứ vương vấn như vậy đâu, con không bảo hành gì hết. Rồi con lại đâm cho con buồn, để cái đầu con nó lại hay đau. Nghe nghe nào vậy? Nghe nội dặn kìa. Rồi từ nọ nay là cha có tiền rồi, cha có cho ăn uống đàng hoàng không? Dạ có. Ừ, cho nên là thấy cái mặt mập mập lên rồi bà rất là thích luôn á. Dạ. Thì để bà coi có cái gì đẹp đẹp thì bà mua về bà cho nha. Dạ. Thì cứ đếm đi, từ đây Tết là còn 3 tháng nữa. Nhanh lắm dì ơi. Con đáng con ngoan nha, rồi bà về bà cho hai anh em mỗi đứa chút quà nha. Dạ. Rồi nếu mà
mà ngoan ngoãn thì bà về bà mua cho cái xe. Nhưng mà hứa là không có được nghĩ cái gì mà buồn cha, là phải thương cha thật là nhiều nha con. Dạ. Đi về quê là phải ngoan ngoãn nha, rồi chăm sóc cho cha nha. Dạ. Ừ, giỏi. Cái mặt hôm nay ra người lớn tí rồi đó. Rồi rồi, lọ này cha có tiền con có thích không? Dạ hết. Con thích cha, cha đỡ lo về tiền con thích không? Bà nội hỏi hả? Dạ. Rồi nè, anh nè chị nè, chị hỏi anh Út nè, chị hỏi anh Út cái vụ đó coi. Cho anh Út nói chuyện nè. Nè, bà nội hỏi con nè. Hỏi hỏi vụ đó nha chị. Nọ nay con thấy cha con có tiền người này người kia cho với dư giả như vậy rồi, con có mừng không? Dạ mừng. Mừng nhiều không? Cha có đưa tiền cho giữ không? Dạ nhiều. Rồi cha có cho con ăn ngon không? Cho. Dạ, dạ con. Dạ cho. Vậy là sướng rồi. Đi học với dáng ngoan nha, mai mốt bà về mà cho cái bình nước đẹp để đi học nha. Dạ. Cái bình nước giữ nước đá được luôn nha. Bà mua cho mọi bình nhỏ nhỏ rồi sách đi học nha. Ừ. Đó. Vậy là ngoan thì bà về bà cho cái bình, với lại bà cho thêm kẹo sô-cô-la nữa nha. Còn hôm nay bà Ngọc cho kẹo đó thì ăn lấy kẹo đó ăn cũng được con. Kẹo cũng ngon lắm, bà Ngọc mua là phải ngon rồi. Bà Ngọc mà mua cái gì cho chúng con là lúc nào bà cũng phải mua đồ ngon hết. Cho nên là chúng con phải quý hóa những cái đó nha. Dạ. Mà không có bà Ngọc á, không có bà Ngọc, không có ông Tâm, không có chú Phong đến thăm gia đình con thì chúng con đâu có được nhiều tiền để ăn như bây giờ đâu, hiểu không? Dạ. Cho nên là con phải là thương mến ông Tâm, thương mến bà Ngọc, thương mến chú Phong nha. Dạ. Chị ơi, em thấy nó nhớ bà nội không chị ơi? Nhớ bà tám. Con coi những người này là như là gia đình của con nha. Ông bà là như là ông bà của con vậy nha. Dạ. Em con. Nhưng mà dạ. Bà con phải tươi cái mặt lên, từ nay con đừng có buồn nữa. Cái mặt con buồn nhìn tội nghiệp lắm nha. Cười lên, cười lên cho nội coi. Cười nội, cười cho nội yên tâm. Hai anh em cười hôm nay mặt bập thẳng ra luôn. Tươi tỉnh cái mặt lên coi, tươi tỉnh cái mặt cho đẹp trai lên coi. Thông báo kết quả. Đó, mặt đẹp ghê không? Cười ơi, cười. Thì để cho em nói chuyện với tụi nó tí nha chị. Chào bà nội. Dạ, vâng. Chào bà nội đi nè. Dạ, chào bà nội. Dạ, chào bà nội. Rồi, ok con. Rồi, bye con. Rồi, chị nghỉ ngơi đi nha chị. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Em cảm ơn chị với rất là nhiều trợ duyên cho tụi em đi xuống đây để được thăm ba cha con của em Hùng. Được cái sự trợ duyên của em, của chị mà em được chứng kiến cái niềm vui của ba cha con nó khi nhận quà của chị. Thông báo luôn nè. Dạ. Bà nội hôm nay xuống mua xe trước cho cha con trước nè. Con có mừng không? Dạ mừng. Rồi mừng rồi, cảm ơn bà nội đi, rồi chúc bà nội ngủ ngon đi nè. Dạ, cảm ơn nội. Rồi chúc nội ngủ ngon. Bà nội ngủ ngon. Rồi cảm ơn con. Dạ. Rồi tạm biệt chị ha. Dạ chị ngon nhất nha chị. Dạ. Một đồng, nhưng mà công của mọi người là cả một vấn đề to lớn lắm đó. Trời ơi, em cảm ơn chị. Mấy người là trên hết luôn, chị nói thiệt. Dạ. Mỗi lần mà nghĩ tới mấy người đi nắng đi mưa vậy, chị rất là đau xót. Không phải là nhìn thấy đi như vậy mà vui hay là sướng thì đâu có đâu. Nói thiệt tình mà nói là lội đi và xình lầy rồi này kia khổ lắm. Nhưng bây giờ cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn Ngọc đã giúp mình để mà truyền tải đồng tiền đến hoàn cảnh này hoàn cảnh kia. Chứ không có những người như Ngọc không chú Tâm hay là Tâm. Làm sao những đồng tiền có thể mà mình ở đây mà để mình đến nơi đó được. Mà lại lòng phải tay những người xấu thì còn khổ cho người nghèo nữa. Dạ. Mai làm sao mình kết hợp cũng đúng, chứ còn mình kết hợp không đúng thì cũng coi như là mù chất luôn. Là tiền đổ sông đổ biển luôn. Cho nên là mình rất là mang ơn mọi người, chứ không phải đỡ đâu. Dạ. Tiền cái đó không phải màu mè, không phải thực tế. Dạ. Em cảm ơn chị nha. Dạ chị ngủ ngon nha chị. Dạ dạ ba chị ạ. Dạ 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 dạ. Thì sẵn đây em mới nói luôn là cũng thưa với bà con
là tại sao mà chị Hảo thương ba cha con em này dữ vậy. Nhưng mà cũng thương với ba con vậy, em xuống đây thăm coi như là lần này là 3-4 lần rồi, chứ không phải là lần đầu tiên. Thì em cũng biết là ở một cái coi như là tâm tư, cái tính tình của em Hùng ở đây, một người đàn ông dù là khiếm khuyết nhưng mà em rất là nghị lực. Rồi thêm một tính nữa là nói thiệt rất là tôn trọng luôn. Dù tàn tật nhưng mà em rất là quân tử. Coi như là dù cuộc sống vợ chồng có sao đi nữa, cũng có cái quốc khúc, nhưng mà em không bao giờ em tâm sự là em không muốn là giữ, lúc nào cũng giữ cái tình, coi như cái hình ảnh đẹp của vợ con mình trước mặt con cái, là không bao giờ nói xấu vợ này kia. Nên tụi em biết, tại vì sao cô biết không, ở vòng vòng đây thì cô đi tới cô cũng hỏi nhiều bà con đây, thì bà con cũng nói là vợ em đôi khi cũng có những cái lời lẽ mà tệ với em dữ lắm, tệ cái bằng thậm tệ luôn á bà con. Nhưng mà không bao giờ em này hé môi. Nên rất là cô Hảo nghe vậy, cô Hảo rất là thương, càng thương em hơn. Thì chị cũng có tâm sự với chị Hảo á, thì chị Hảo nói trời ơi, chị Hảo khóc, chị Hảo nói sao tội nó dữ vậy trời. Thì sao có một người vợ mà nhẫn tâm mà nói những cái lời lẽ mà giống như là anh Duy thường chia sẻ, anh Duy nói là cái lời mình nói sao cho mà cái người nghe người ta vui, là giống như là mình cái tâm mình tu rồi đó. Đó, còn nói mà để cho người ta đau thương, giống như vợ con đã từng nói với con để cho con tan nát cõi lòng á, giống vậy đó, là không nên. Thì qua đây thì bà con cũng nên rút kinh nghiệm, thí dụ bây giờ mình còn duyên thì sống với nhau, còn không duyên thì còn hai đứa con đây, mình nói chi mà nặng lời tệ quá, để cho chồng mình còn cái tinh thần mà để lo cho con nữa. Chứ không duyên không thương người ta thôi, còn mắc nhiếc người ta đủ điều này kia nữa. Rồi thì hôm nay thì cô xuống cũng thông báo cho ba cha con biết là cô Hảo có gửi tiền cho anh Phong là tới mua xe, tới mua xe cho em. Thì sau đó em gửi quà rồi em thông báo luôn đi Phong. Sao con hả, bữa nay vui không? Để vui. Vui mà sao mặt buồn quá vậy? Hôm nay xuống đi cho thoải mái chút, đừng căng thẳng con. Đừng căng thẳng. Thôi bữa nay anh đi xuống á, nói chung là anh với kênh của anh với em với mấy đứa nhỏ là có quá trời duyên đúng không em? Bà con thương em rất là nhiều. Thì bữa nay là trước nhất là cái món quà của chị Hảo là mua tặng em chiếc xe ha. Thì chúc anh Tâm, chị Ngọc với anh sẽ dẫn em ra trực tiếp ngoài để chọn rồi em chạy về luôn. Dạ. Cho nó vừa ý. Xe đạp. Mua xe đạp. Ông mình nói mé mé vậy thôi á. Không mé. Chứ để nói bà con tưởng xem ba cái lát la. Bà con thất vọng mà xin thưa là chị Hảo á thì chị cũng tính mua xe đạp. Ở đây Tâm với Ngọc nói trời cái tay em yếu quá làm sao em chạy được, rồi cũng hỏi em Hùng có chạy được không thì con trả lời sao? Dạ không được. Đó, nên em không có nhận bà con, chứ không phải là chị Hảo tiếc gì. Đó. Nên em mà nói con chạy không được, con chạy té chắc chết quá. Ủng hộ thì tinh thần cho ba. Thôi để mua xe đạp mới cho em đi cho nhẹ nhàng. Dạ. Cố gắng hai tụi con là điểm tựa của ba đó. Hai tụi con mà buồn hoặc là bệnh tật là ba con là gục ngã đó nha. Cố gắng lên, động viên. Dạ cưng quá. Thì bữa nay á là cũng có những cô bác yêu thương ba cha con ha. Thì anh chúc thì cũng gửi cho em ít quà, tại vì chuẩn bị ra ngoài ngoại mua dòng khi nó lập chập á. Chứ em đưa xe và em chạy về thôi. Còn bây giờ á ở đây là có cô Thanh ha. Cô Thanh ở bên Áo là gửi cho em là 3 triệu ha. Cô Thu An ở bên Úc là gửi cho tặng em là 2 triệu. Chị ở Hà Nội giấu tên là gửi em 1 triệu ha. Với chị Lisa Quỳnh ở Mỹ là gửi em 1 triệu, là tổng cộng là 7 triệu. Dạ. 7 triệu đem đếm gửi cho em ha. 1 2 3 4 5 6 7 đó, của cô bác yêu thương em đó. Giờ em nhìn đó mà anh cảm ơn giúp cho anh ha. Dạ. Bữa giờ nhiều lắm rồi đó nha, nhưng mà cô bác thương. Dạ. Thương ba cha con nha cô bác.
tại vì đoạn đường phía trước còn rất là dài. Em nó thì bị khuyết tật từ nhỏ, sốt bị liệt, thì cái tay không có hoạt động được. Còn hai đứa con thì một đứa bị bệnh tim, một đứa bị bệnh não nữa, nên là giống như là khỏe là mình mừng rồi, chứ bệnh là cái đó giống như là để chịu trù á, nhưng mà để lo cho cái đường dài phía trước nữa. Nên cô bác thương thì gửi Phong bất cứ khoản tiền, cho dù là nhỏ nhất thì Phong vẫn sẽ nhận hết. Thì em nói gì tới Mạnh Thường Quân đi. Dạ, em cảm ơn Mạnh Thường Quân chống nước và nước đã thương yêu giúp đỡ ba cho con em. Em cảm ơn cô chú nhiều lắm. Dạ. Rồi anh gửi thượng trưng đó đi, và chúc anh bắn vô tài khoản đi cho nó đảm bảo ha. Rồi. Rồi thôi bây giờ xuất phát ha. Em chở hai nhỏ vậy. Chở hai nhỏ hả? Dạ, sao quá. Dạ, dạ. Hai đứa nhỏ gửi. Phong lấy hai đôi dép của nó theo đi, chị ghé chị mua dạ, dạ. dép cho hai đứa nhỏ luôn. Cô bà mua dép cho con đỡ đi, con mang dép Việt Nam đỡ đi, mốt bà nội về. Chào bà quá, quá mấy con. Đem chào quá. Cho con sao nghe không? Dạ. Rồi đem theo hai đôi dép đi Hùng. Dạ. Cái con thích dép nào nè? Con không biết nữa. Thôi ra cha con lựa đi, cha con biết ý lựa đi rồi bà mua hen. Mua tặng con. Con nhưng mà em đem số, biết số nó không? Dạ. Biết số không? Rồi đem gạo, em xin gạo. Đi ngoài quán đi. Cảm ơn con. Cảm ơn bà cô bác. Rồi con nè. Cảm ơn bà cô bác. Rồi con có chúc ông bà cô bác sức khỏe gì không nè hai anh em. Quay lại nhìn chúc con. Quay lên đây. Cho nó chúc sức khỏe ông bà đi. Chúc khỏe ông bà cô bác. Chúc ông bà cô bác mạnh khỏe. Chúc ông bà cô bác mạnh khỏe. Rồi ơi, mạnh khỏe cái mặt phải tươi lên chứ nhìn cái mặt con không khỏe nha. Đi học về ăn cơm chưa bí sĩ hả? Chưa chưa. Rồi thôi vô ăn cơm đi. Rồi đi vô ăn xúc xích đi, ăn cơm đi. Rồi. Dạ con vô đi. Rồi vô đi. Rồi xách gạo vô nhà cho em nó đi Phong, để thôi trời mưa. Ở đây nè, được không? Được không? Trời ơi. Được không? Thấy không? Cũng ráng thấy không? Lúc nào cũng nghị lực hết. Cũng nghị lực hết. Rồi thôi. Phải ráng chứ giờ không làm ai làm. Phong Nguyễn cùng anh Tâm Chị Ngọc sẽ đưa em Hùng đi ra ngoài ngoại mua chiếc xe, tại vì nãy 7 triệu của mình thu quân riêng, còn đây là số tiền riêng của chị của Hảo. Chị Hảo mua riêng mua riêng một chiếc xe đạp. Ăn đi con, lấy xúc xích ra ăn đi cho em đó, ăn thoải mái đi nè, lấy ăn đi con, con trai ăn đi. Đây thì cái máy giặt của chị Hảo hôm bữa không để bên đây là Phòng tiếp tục quay. Rồi con thích dép nào thì nói cha ra lựa nha. Nên chị Ngọc cũng bệnh mấy bữa dài mà cũng vẫn thấy bà con có quà là cái niềm vui của chị, của ba anh chị. Tìm người thân. Một Mạnh Thường Quân trong suốt bao năm qua đã giúp đỡ và hỗ trợ cho bà con nghèo, bà con khó khăn, bà con bệnh tật, và thậm chí xây nhà, làm đường, cấp học bổng cho học sinh nghèo ở Việt Nam. Và còn rất là nhiều những hành động ngược kỳ cao đẹp của anh dành cho bà con nghèo ở Việt Nam. Và trong những năm tháng mà anh sống ở Mỹ á, anh có một ước mơ, anh có một hoài bão là một ngày nào đó anh sẽ tìm lại được người mẹ yêu dấu của mình. Theo những gì mà anh chia sẻ, ba anh tên là Nguyễn Duy Quang. Trước đó ông làm thông dịch viên cho Mỹ, ông sinh ở Tu Tị. Đến thời điểm này, ông cũng đã khoảng ngoài 80. Còn mẹ của anh á, là vợ nhỏ của ba anh. Trong những năm 1968, khi mà anh ra đời, mẹ anh sống ở trong khu Bình Lập ở Long An, gần nhà bác cũ của tỉnh Long An hiện tại bây giờ. Mẹ anh sống trong cái cư xá Bình Lập đó. Trong cư xá thì có hai tầng. Cha anh là người con thứ tư trong gia đình, còn cô Nam Anh là cô giáo. Trong những năm mà người mẹ ruột của anh sống trong cư xá Bình Lập, thì người mẹ lớn của anh đã đến trò chuyện với người mẹ ruột của anh hai lần. Sau đó người mẹ ruột của anh đã bỏ rơi anh. Sau khi người mẹ ruột bỏ rơi anh thì anh được người mẹ lớn cũng như là bà ngoại, tức là người mẹ của người mẹ lớn, đã chăm sóc anh và nuôi nấng anh thành người. Sau những năm tháng anh sống ở Mỹ, anh có một ước mơ, anh có một hoài bão là một ngày nào đó sẽ tìm được lại người mẹ ruột thân yêu của mình. Và hình ảnh trước ống kính của toàn thể ông bà cô bác đây, đó chính là ông Nguyễn Duy Quang, là ba ruột của anh. Ai có thông tin gì về gia đình, về người mẹ của anh thì xin hãy liên hệ qua số điện thoại trước ống kính của toàn thể ông bà cô bác. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.